Chuyên đề này thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyên đề đầu tiên, đấy là chẩn đoán cũng như hình học sọ não trong đột quỵ thiếu máu cấp. Hôm nay chúng ta sẽ có những cái con mắt, những cái góc nhìn khác nhau của bác sĩ lâm sàng khi mà làm đột quỵ, đặc biệt là đối với hình học sọ não về đột quỵ. Các bạn nên nhớ chúng ta không phải là bác sĩ chuyên khoa về điện quang, nên là những cái chuyện mà về kỹ thuật, về học chuyên sâu chúng ta sẽ không bàn đến. Tuy nhiên chúng ta sẽ bàn đến những chuyện mà chúng ta ứng dụng lâm sàng thế nào đối với hình ảnh học sọ não. Cái đấy mình tôi nghĩ rất là quan trọng, nếu mà các bạn thật sự là những người mà làm về đột quỵ não. Thì đầu tiên chúng ta có một số slide tổng quan. Ví dụ tai biến mạch não là gì, định nghĩa ra sao. Ngày xưa các thầy hay định nghĩa tai biến mạch não, và bây giờ chúng ta hay dùng từ nhiều hơn là đột quỵ não. Là trình tự bệnh lý biểu hiện một cách xảy ra rất đột ngột, gồm các triệu chứng thần kinh khu trú xảy ra một cách đột ngột, thường tương ứng với tổn thương cục bộ trên hệ thần kinh trung ương. Và nguyên nhân thì sẽ có hai nguyên nhân chính. Một là bệnh nhân có thể tắc mạch máu não, hai là cái bệnh máu não vỡ ra gây xuất huyết não. Vì vậy mà cùng với cả cái định nghĩa đấy thì chúng ta sẽ có hai thể đột quỵ chính. Đấy là một là đột quỵ thiếu máu não, và cái thứ hai nữa là đột quỵ chảy máu não. Chúng ta bây giờ chúng ta hay sử dụng đột quỵ thiếu máu não, bởi vì nếu có thời gian sâu nhiều hơn tôi cũng sẽ phân tích là tại sao mà chúng ta không sử dụng nhồi máu não như ngày xưa nữa, mà chúng ta thường quy như ngày xưa nữa, mà bây chúng ta hay sử dụng đột quỵ thiếu máu não cấp tính và đột quỵ chảy máu não hơn. Cái thứ hai nữa là chúng ta không phải bàn gì về tỷ lệ tử vong do đột quỵ rồi, bởi vì luôn luôn theo các năm thống kê thì luôn luôn đột quỵ não là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, cũng như là gây tàn phế và gánh nặng cho toàn cầu. Thế thì hành trình của một bệnh nhân đột quỵ thì chúng ta hình dung ra như thế nào? Chúng ta hiểu được cái hành trình của bệnh nhân đột quỵ thì chúng ta mới hiểu là chúng ta từng giai đoạn chúng ta sẽ tương tác ở đâu. Thì khởi đầu luôn luôn là bệnh nhân khỏe mạnh, khởi phát của đột quỵ ở nhà ở ngoài cộng đồng. Sau đấy là cái giai đoạn rất là quan trọng, đấy là giai đoạn trước bệnh viện. Nghĩa là từ khi bệnh nhân khởi phát đột quỵ đến khi bệnh nhân đến vào viện, và giai đoạn trước đột quỵ trước bệnh viện. Cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn rất là quan trọng, là trong vòng 1 giờ đầu tiên từ khi bệnh nhân nhập viện tới khi chúng ta xử lý trong 1 giờ đầu tiên, gọi là giai đoạn tối cấp. Giai đoạn thứ ba đấy là giai đoạn cấp tính, là bệnh nhân lúc đấy khi mà xử lý xong sẽ nhập trong thông thường trong 24 giờ đầu tiên sẽ nhập vào một đơn vị đột quỵ cấp, một đơn vị đột quỵ cấp để điều trị cấp cứu, theo dõi các biến chứng cấp tính cho bệnh nhân và dự phòng các biến chứng cấp tính. Giai đoạn thứ tư nữa là cũng là cái giai đoạn mà quan trọng, đấy là sau khi đấy thì bệnh nhân sẽ chuyển sang giai đoạn bán cấp, chúng ta sẽ là dự phòng các biến chứng, sẽ là phục hồi chức năng, và cuối cùng đấy là bệnh nhân sẽ được quay trở lại cộng đồng. Vì vậy mà làm sao cái quy trình đột quỵ chúng ta làm sao từ cái giai đoạn trước bệnh viện đến giai đoạn quay lại cộng đồng càng ngắn thì hiệu quả của bệnh nhân sẽ càng tốt hơn, các bạn hình dung không ạ? Thì chúng ta hình dung ra như thế thì chúng ta thấy là sẽ có từng cái giai đoạn khác nhau, thì trong điều trị đột quỵ cũng thế, các giai đoạn khác nhau thì sẽ có các mục tiêu khác nhau. Ví dụ giai đoạn trước viện thì chúng ta có mục tiêu gì, giai đoạn tối cấp chúng ta có mục tiêu gì, giai đoạn cấp chúng ta có mục tiêu gì, và giai đoạn sau cấp có mục tiêu gì. Nếu mà các bạn cũng có nhu cầu này thì chúng ta sẽ có thể gặp nhau một thời gian không phải là xa, sau khi mà cái chuyên đề 5 cái bài đột quỵ này xong thì chúng tôi sẽ đề nghị thư ký, nếu các bạn có nhu cầu khảo sát thì chúng tôi sẽ nói đến cái quy trình điều trị đột quỵ các giai đoạn khác nhau như thế nào. Nhưng các bạn hình dung ra là từng giai đoạn khác nhau chúng ta sẽ có từng mục tiêu khác nhau. Ví dụ giai đoạn trước bệnh viện chúng ta đều là dân hồi sức cấp cứu, chúng ta phải hình dung ra là cái hệ thống cấp cứu trước bệnh viện rất quan trọng. Không phải mỗi đột quỵ mà tất cả các bệnh thì hệ thống cấp cứu trước bệnh viện rất quan trọng. Thế thì mục tiêu trong giai đoạn cấp cứu trước các bệnh viện ở bệnh nhân đột quỵ là gì? Thì chúng ta hình dung ra mục tiêu trước bệnh viện đấy là thứ nhất, chúng ta phải chẩn đoán sớm, phát hiện sớm bệnh nhân đột quỵ não. Cái đấy là không phải cho nhân viên y tế mà chúng ta có thể phải chúng ta phải giáo dục, chúng ta phải truyền thông tới cả cộng đồng để làm sao phát hiện sớm, chẩn đoán sớm đột quỵ não. Ví dụ như chúng ta chỉ cần áp dụng họ thang điểm phát cho chẳng hạn, dán ở các cộng đồng để người ta có face mặt bệnh nhân có liệt mặt hay không, a bệnh nhân có liệt tay hay không, f là speed bệnh nhân có dọa ngôn ngữ hay không, và t là thời gian để bệnh nhân gọi bệnh viện. Đấy là những cái thang điểm chúng ta áp dụng rất là tốt để áp dụng để phát hiện những bệnh nhân bị đột quỵ ở tại cộng đồng. Cái thứ hai nữa là khi mà phát hiện ra bệnh nhân đột quỵ ở cộng đồng rồi thì chúng ta làm sao phải chọn bệnh viện một cách phù hợp. Chúng ta không phải là tất cả bệnh nhân cứ phải chuyển đến bệnh Mai, bởi Bệnh Mai là một đơn vị đột quỵ hoàn chỉnh. Nhưng mà tuy nhiên thời gian là não, vì vậy chúng ta có thể chuyển bệnh nhân một cách phù hợp tới những bệnh viện phù hợp. Ví dụ như là ở bệnh nhân, nếu mà bệnh nhân đấy nghi ngờ có thể là ứng cử viên của tiểu huyết khối thì chúng ta có thể liên hệ đến bệnh viện gần nhất chúng ta có thể, ví dụ như Thanh Nhàn, ví dụ như Sanh Pôn.
các bạn hình dung tại vì ở bệnh viện hoặc là Hà Đông chẳng hạn, trong Hà Đông thì có thể bệnh viện Hà Đông 103, thì chúng ta phải phải chọn những bệnh viện mà phù hợp. Thế thì bệnh viện phù hợp thì được định nghĩa là gì? Là bệnh viện phù hợp là bệnh viện mà có khả năng cấp cứu đột quỵ 24/7, và cái đấy là cái mà Việt Nam đang cố gắng xây dựng những cái bản đồ như thế. Sau khi bệnh nhân chuyển chọn được bệnh viện điểm đến rồi, thì làm thế nào chúng ta vận chuyển bệnh nhân một cách an toàn từ khi bệnh nhân ở nhà đấy tới bệnh viện, thì đấy là vai trò của đội vận chuyển trước bệnh viện. Thay vì chúng ta cứ tất cả lên taxi đưa đến bệnh viện, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ cố gắng phát triển hệ thống cấp cứu trước bệnh viện để vận chuyển bệnh nhân. Và cái thứ tư đấy là bệnh nhân có thể liên hệ trước tới bệnh viện mà chuẩn bị chúng ta chuyển bệnh nhân đến để người ta chủ động. Đấy, các bạn thấy là mục tiêu của cấp cứu trước bệnh của giai đoạn trước bệnh viện là như thế. Thế thì chúng ta lại hiện tại chúng ta đang rất quan tâm đến mục tiêu đấy là bệnh nhân giai đoạn tối cấp khi vào viện. Bệnh nhân điều trị tối cấp giai đoạn là gì? Thông thường được nghĩa trong một giờ đầu tiên khi bệnh nhân từ khi bệnh viện, thì thông thường là chúng ta sẽ có thông tin của bệnh nhân từ trước này. Chúng ta có thể chuyển bệnh nhân đến thẳng chụp CT này. Chúng ta có những xét nghiệm tại chỗ, ví dụ như đường máu mao mạch, ví dụ IR, và chúng ta có thể điều trị những cái tái tiêu máu trên ngay bản chụp CT hay là phòng cấp cứu. Thì đấy là những cái mục tiêu khác nhau. Các bạn hình dung ra từng các giai đoạn khác nhau, chúng ta phải có những cái mục tiêu khác nhau để phát triển. Thế giai đoạn sau đấy thì lại giai đoạn sau khi giai đoạn là tối cấp rồi, thì giai đoạn cấp cứu chúng ta làm gì, giai đoạn hồi phục hồi chức năng chúng ta làm gì, thì chúng ta sẽ gặp nhau ở những bài sau đấy. Hôm nay bởi vì các bạn cũng có trao đổi rằng là chúng ta giai đoạn tối cấp khi các bạn trực ở trung tâm đột quỵ, các bạn cũng rất là quan tâm đến hình ảnh học. Có những bạn mà sinh viên đi 6 rồi, tôi cũng phải nói thật, những bạn sinh viên đi 6 rồi thậm chí không phân biệt được cái nào là chảy máu não, cái nào là nhồi máu não. Các bạn đừng ngạc nhiên bởi vì chúng tôi đã từng trực các bạn ấy và chúng tôi đã trao đổi. Vì vậy mà chúng ta hôm nay tôi sẽ có một thời gian rất là ngắn trao đổi với các bạn. Thế thì về mục tiêu hình ảnh học trong một đột quỵ thiếu máu não rất là cấp, chúng ta cần cái gì, chúng ta cần cái gì? Và đây tôi nói lại, đây là trên con mắt của các bác sĩ ở lâm sàng nhìn hình ảnh học, chứ không phải chúng ta là các bác sĩ trên hình ảnh học. Vì vậy mà chúng ta sẽ có những cái khác đi, những cái khác đi áp dụng với lâm sàng hơn về hình ảnh học sọ não. Thế thì mục tiêu hình ảnh học trong đột quỵ thiếu máu não, chúng ta sẽ có 4 mục tiêu chính. Đối với một bệnh nhân vào viện, chúng ta có 4 mục tiêu chính. Đầu tiên chúng ta phải loại trừ chảy máu não, đúng không? Bởi vì chúng ta đang hồi hộp bệnh nhân được bị thiếu máu não mà. Vâng. Thì chúng ta mục tiêu đầu tiên chúng ta phải loại trừ chảy máu não. Cái việc này tưởng chừng đơn giản nhưng đôi khi nó lại không phải đơn giản đâu. Cái thứ hai nữa là xác định vùng lõi nhồi máu. Chúng ta đặc biệt là khi mà chúng ta quan tâm đến việc tái tiêu máu thì chúng ta phải xác định vùng lõi nhồi máu. Thứ ba nữa là đánh giá cái mạch máu não bị tổn thương, mạch tắc như thế nào, bị tổn thương ra sao, tương với vùng lâm sàng bị tổn thương hay không. Và thứ tư là xác định vùng nguy cơ. Tôi cũng hiểu là tại sao các bạn đặt mục tiêu bài hình ảnh học đầu tiên, bởi vì các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta đi trực lâm sàng, bây giờ chúng ta có điều trị tái tiêu máu rất là nhiều đối với nhân đột quỵ thiếu máu não, và đặc biệt là chúng ta lại còn mở rộng cửa sổ điều trị tiêu huyết khối, mở rộng cửa sổ bệnh lý huyết khối cơ học. Vì vậy mà đây có thể là mục tiêu của các bạn nội trú khi mà trực đột quỵ, muốn biết là tại sao trường hợp này lại tiêu sợi huyết, tại sao trường hợp này lại có thể kéo dài cửa sổ huyết khối đến từ 6 đến 24 giờ được. Thì đấy là những cái mà các bạn nên nhớ. Chúng ta sẽ có 4 mục tiêu trong bài hôm nay. Thế mục tiêu đầu tiên là gì? Chúng ta loại trừ chảy máu não. Thế các bạn hình dung ra với một cái phim như này thì rất là đơn giản, đúng không? Bệnh nhân là chắc là không chảy máu não rồi, có giảm tỷ trọng nhân bèo bên phải. Và cái phim bên cạnh là phim chảy máu não, rất là rõ, đúng không ạ? Rất là rõ. Để các bạn nên nhớ nhé. Hoặc là các bạn không có khả năng phân biệt được chảy máu não, hoặc là các bạn nội trú đưa bệnh nhân đi chụp nhưng mà coi như mình là một shipper đơn thuần chứ không phải là một bác sĩ nội trú hay là một bác sĩ khoa học đưa bệnh nhân đi chụp nữa, các bạn không quan tâm đến kết quả bệnh nhân bàn chụp như nào, các bạn chỉ quan tâm là đưa bệnh nhân lên phản chụp, nhân chụp đấy là việc của các anh chị kỹ thuật viên trở lại ngày, các bác sĩ trở lại ngày, sau đó các bạn chụp xong xong rồi em đưa bệnh nhân về, không quan tâm luôn cái việc mà cái phim sọ não của bệnh nhân đấy nó như thế nào. Thế khi các bạn đưa bệnh nhân xong quay trở lại chúng ta đột quỵ, tôi hỏi là em ơi, bệnh nhân đấy sơ bộ là chảy máu não hay là nhồi máu não không bạn? Các bạn không biết đâu, bảo ô anh ơi em không để ý. Cái việc đấy là cái việc mà chúng ta xác định sai mục tiêu. Mục tiêu của các bạn là vận chuyển bệnh nhân an toàn đi chụp, và các bạn là bác sĩ, các bạn nên học hỏi cái việc mà đọc một cái hình ảnh sọ não như nào. Nếu các bạn không biết, các bạn có thể trao đổi với các anh chị kỹ thuật viên trở lại ngành, các bạn có thể trao đổi với cả bác sĩ trở lại ngành, chứ không thể nào mà mình chỉ là một người đưa bệnh nhân, vận chuyển bệnh nhân đơn thuần, chỉ đưa bệnh nhân, biết đưa bệnh nhân đi, biết đưa bệnh nhân về mà không quan tâm đến việc chụp cái gì. Việc này không hiếm, cực kỳ phổ biến. Thì hy vọng là các bạn sẽ có sự thay đổi đi. Có một trường hợp nữa
mà khó hơn, đấy là những trường hợp xuất hiện nhẹ. Thật ra xuất hiện nhẹ giai đoạn trường hợp này rất là dễ rồi, nhưng mà những trường hợp mà phít sơ một thì có thể các bạn sẽ bị bỏ sót khi mà chụp CT trong đặc biệt giai đoạn đầu tiên. Vì vậy mà nhưng mà các bạn cũng hãy yên tâm, và nếu mà những bệnh nhân mà xuất hiện nhẹ mà phít sơ một thì thông thường bệnh nhân chỉ có đau đầu đơn thuần thôi, bệnh nhân sẽ không có một cái triệu chứng tương ứng khu trú kèm theo đâu, bệnh nhân sẽ không có liệt nửa người rồi giai đoạn ngữ kèm theo hay không đâu. Thì cắt đơn vị tính là một cái rất là quan trọng, không thuốc đối quan là cái quan trọng để phân biệt bệnh nhân có chảy máu não hay không chảy máu não. Các bạn biết là cắt đơn vị tính không thuốc quan cũng được khuyến cáo 1A ở ngay cả bệnh nhân để bệnh nhân tiêu huyết khối hay không, thì cũng kiểu khuyến cáo 1A để với hai mục đích là loại trừ chảy máu não và xác định vùng tổn thương nhồi máu. Thế thì ngoài tiếp theo đấy, chúng ta có thể sử dụng cái gì để loại trừ để xuất hiện chảy máu não? Đây chúng ta sử dụng cổng từ. Mà cổng từ đặc biệt là khi mà chụp cổng từ đối với bệnh nhân đột quỵ não ấy, thì chúng ta thông thường chúng ta phải có 5 xung cơ bản. Đây chúng ta phải có xung division, xung khuếch tán, chúng ta có xung flare, chúng ta có xung ADC, chúng ta có xung TOF và chúng ta có xung T2SA. Nếu các bạn có chụp được xung thêm từ máu nữa thì rất là tốt. Đặc biệt nhưng mà trong cổng từ đặc biệt cái xung để loại trừ chúng ta phải xác định vùng lõ nhồi máu của bệnh nhân. Vùng lõ nhồi máu là rất quan trọng để tiên lượng là bệnh nhân đấy có hồi phục hay không hồi phục, tỷ lệ biến chứng ra sao. Bởi vì các bạn rõ ràng là tổn thương càng rộng thì cái anh Phương thì một lúc nữa không ạ? Anh Phương ơi, anh nói lại, anh vừa nãy thì mất mạng nên không được nghe cái phần bắt đầu từ cộng hưởng từ anh ạ. Anh nói lại một lúc được không ạ? Vâng. Cộng hưởng từ thì các bạn biết là sẽ có 5 xung cơ bản để chúng ta đánh giá một bệnh nhân. Đấy là một là xung division, 2 xung ADC, 3 là xung flare, 4 là xung top và thứ 5 là xung TA. Anh Phương ơi, sâu slide lên hộ em cái ạ. Slide sâu rồi mà cường. Anh thoát chia sẻ màn hình rồi, anh chia sẻ slide đi ạ, anh chuyển sang chia sẻ slide đi ạ. Xong rồi anh sâu lên. Được chưa cường? Sao cái này bị gì nhỉ? Bị vướng này sao nhỉ? Được rồi anh cứ giải đi để em xóa cho anh ạ. Chưa cường ơi. Hết rồi ạ, được rồi anh ạ. Alo cường ạ. Được rồi anh ạ, anh bắt đầu đi ạ. Được rồi thì. Được rồi ạ. Ok. Thì đang cái xung đấy, xung quan trọng. Được chưa anh bắt đầu nhá. Anh bắt đầu đi ạ. Đang xung đấy là xung rất là quan trọng. Nếu các bạn có xung mà từ máu đó thì giúp nó rất là tốt trong các trường hợp, một số trường hợp cụ thể do tái tiêu máu, đặc biệt là xung để mà loại trừ chảy máu thì chúng ta phải có xung T2SA. Các bạn nên nhớ trong cổng từ để loại trừ chảy máu chúng ta phải xem xung T2SA. Vì các bạn thấy nào, ví dụ như một bệnh nhân cổng từ như này, nếu chúng ta chỉ cần nhìn xung đuôi dần thôi thì chúng ta sẽ bỏ sót nữa. Bệnh nhân có thể nếu chúng ta không nhìn T2SA rất dễ các bạn chỉ chảy máu chẩn đoán bệnh nhân nhồi máu não đơn thuần. Nhưng rõ ràng khi trên xung T2SA sao chúng ta thấy là bệnh nhân này có xuất hiện dạng bên trong. Vì vậy các bạn nên nhớ là với cổng từ đặc biệt là đột quỵ nhồi máu não thì các bạn phải xem xung hay sao trước khi T2SA sao trước khi bệnh nhân đột quỵ não đơn thuần. Chúng ta kết thúc mục tiêu một là loại trừ xuất huyết não với hai điểm cần nhớ, với loại trừ chảy máu não với CT chúng ta chỉ cần CT cắt lớp không thức ẩn quang. Thứ hai đối với cổng hưởng từ thì chúng ta thông thường chúng ta sử chú ý xung T2SA sao để loại trừ chảy máu não. Cái thứ hai, mục tiêu thứ hai đấy là xác định vùng lõ nhồi máu. Các bạn biết rằng vùng lõ nhồi máu là cái vùng mà giúp chúng ta tiên lượng được khả năng hồi phục của bệnh nhân cũng như là khả năng mà di chứng và biến chứng, đặc biệt là xuất hiện dạng nếu chúng ta điều trị tái tê máu. Bởi vì nếu vùng lõ nhồi máu càng bé thì khả năng mà hồi phục bệnh nhân càng lớn và cái tỷ lệ biến chứng gây ra sau đột quỵ sẽ càng thấp đi. Còn nếu mà lõ nhồi máu càng lớn thì rõ ràng cái vùng mà cái sự hồi phục chúng ta sẽ thấp đi và cái tỷ lệ và xuất chuyển dạng sau tái chảy máu chúng ta nhiều hơn rất nhiều. Vì vậy chúng ta xác định loại lõ nhồi máu ra sao. Đầu tiên chúng ta vẫn phải bắt đầu từ những cái đơn giản nhất, đấy là CT cắt lớp không đối quang tử. Khi nó không thuốc cản quang thì có những các dấu hiệu mà nhồi não giai đoạn sớm, ví dụ như là giảm lượng độ nhân bèo, mất phân biệt chất trắng chất xám, mất giải quang thủy đảo, hoặc là mất vỏ giảm các rãnh quần não, và một cái dấu hiệu nữa chúng ta cũng hay gặp
đấy là sự tăng tỷ trọng của các tự nhiên của động mạch não, ví dụ như hypertension cho động mạch cảnh hoặc là mà để đánh giá vùng não nhiều máu trong đột quỵ chúng ta hay sử dụng thang điểm aspect. Thang điểm aspect là thang điểm mà được phát triển ở Canada năm 2000 để chúng ta, họ đã chia cái vùng chi phối của động mạch não giữa ra thành 10 vùng khác nhau và mỗi vùng chúng ta sẽ cho một điểm. Các bạn thấy không? Thế chúng ta sẽ có điểm aspect tổng sẽ là 10 điểm. Tổng sẽ là 10 điểm. Trong đấy có 3 điểm, 3 vùng ở dưới vỏ gồm có nhân đuôi. Nhân đuôi, nhân bèo. Nhân đuôi, nhân bèo và bao trong, đấy là 3 vùng dưới vỏ. Và 7 vùng ở vỏ gồm có thủy đảo, diện chi phối của M1, M2, M3, diện chi phối của M1, M2, M3 của động mạch não giữa vùng vỏ và M4, M5, M6 ở vùng cao hơn. Đây chúng ta có 10 điểm như thế. Tổn thương bất kỳ vùng nào chúng ta trừ 10 điểm. Các bạn thấy rằng nếu mà chúng ta không có tổn thương vùng nào cả thì chúng ta có hoàn toàn 10 điểm đấy. Chúng ta có vốn là 10 điểm. Tổn thương một vùng chúng ta trừ đi 1 điểm là 10 điểm. Và chúng ta thấy rằng là với aspect mà lớn hơn 7 thì cái việc mà điều trị tái nhiễm máu có thể sẽ đưa lợi cho bệnh nhân bằng cách là bệnh nhân sẽ hồi phục lâm sàng tốt hơn, giảm tỷ lệ chảy máu chuyển dạng. Nhưng nếu điểm aspect nhỏ hơn 7 thì các nghiên cứu đã chỉ ra rằng là nó tăng tỷ lệ chuyển dạng chảy máu khi chúng ta điều trị tái nhiễm máu. Cái slide này cũng cho thấy rằng là cái mối tương quan giữa điểm aspect và cái outcome của bệnh nhân và mofalanin 2 ở thời điểm 3 tháng. Ta thấy là điểm aspect càng cao thì chúng ta tỷ lệ đạt kết quả tốt ở thời điểm 3 tháng càng tốt. Các bạn hình dung ạ, đấy là nên là cái tăng điểm aspect là tăng điểm chúng ta rất hay sử dụng để chúng ta đánh giá tổn thương đặc biệt vùng chi phối động mạch não giữa. Các bạn phải biết điểm aspect này tại vì khi mà các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đọc hoặc là các bác sĩ đột quỵ đọc là aspect mấy, aspect mấy, các bạn không hình dung ra aspect là cái gì. Và khi mà tôi cũng trao đổi với cả các anh chị tuyến dưới thì cũng rất nhiều anh chị không nắm được cái thang điểm aspect này như thế nào. Tại sao khi đọc báo các anh chị hay thấy có thang điểm aspect ấy, nhưng mà nếu các anh chị không nắm được thì rất là khó. Ngoài việc chụp CT để đánh giá vùng não nhồi máu thì cộng hưởng từ là một cái rất là hữu ích để chúng ta đánh giá vùng não nhồi máu. Và đây là cũng là một lý do mà rất nhiều bác sĩ đột quỵ trong giai đoạn này thích sử dụng cộng hưởng từ. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta sẽ có một buổi nữa nói chuyện với nhau riêng về thời điểm ưu thế của cộng hưởng từ là gì, ưu thế của CT là ra sao. Tuy nhiên cộng hưởng từ là một phương pháp chẩn đoán rất hữu ích để đánh giá vùng não nhồi máu. Thì trong đó có xung khuếch tán, xung division thì khả năng phát hiện nhồi máu rất là cao, thậm chí còn được gọi là xung nhồi máu. Và cái khả năng phát hiện của nhồi máu của xung division là sau 11 phút từ khi khởi phát tới khi 11 phút có thể đầu tiên đã phát hiện được nhồi máu não rồi. Và sau 30 phút thì hầu như toàn bộ vùng nhồi máu đã nhìn thấy xung division rồi. Tuy nhiên có một số trường hợp rất là khó, đấy là tổn thương nhỏ ở vùng sau, những tổn thương rất là nhỏ. Chúng ta phải phân biệt những tổn thương khác thì chúng ta phải kết hợp giữa xung division và xung ADC. Hai cái xung này là xung vật liên kết hợp với nhau. Và khi mà có tổn thương hai xung này kèm theo thì khả năng nhồi não đấy khoảng 90% nhồi não trong giờ đầu. Thì các bạn thấy trên xung khuếch tán thì chúng ta có thể đo được, rất là các bạn đã nhìn phim cầu từ rồi, thấy cái ổ nhồi máu ở trên khuôn cầu từ thường chúng ta nhìn dễ hơn cái phim CT rất nhiều. CT các bạn căng mắt lên chỉnh cửa sổ, nhưng chưa được cầu từ thì nếu mà nó rõ ràng chúng ta nhìn rõ đấy rất là rõ. Tuy nhiên chúng ta lại xảy ra một chuyện, thế là tất cả cái tổn thương trên phim division nhìn thấy là nõ nhồi máu, hay là có cả nõ nhồi máu, có cả vùng giảm tới máu là vùng PM3 mà có thể cứu được khi mà chúng ta điều trị tái nhồi máu. Các bạn đừng quên gọi ví dụ như là khi mà chúng ta điều trị tái nhồi máu đặc biệt nhồi não, chúng ta thấy là tất cả những tổn thương giảm tỷ trọng trên CT là những vùng mà không thể, tổn thương đấy là không cứu được khi mà chúng ta điều trị tái nhồi máu, chưa sẽ biết nếu biết phối. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là division thì toàn bộ cái đấy là nõ nhồi máu hay là cả vùng nõ nhồi máu, cả vùng thừa máu. Thì nếu chúng ta thấy rằng là division có thể có những phần mềm trên máy cộng tử ấy, chúng ta có thể đo được cái thể tích cái nõ nhồi máu division ở trên phim, thì thấy rằng là nếu mà thể tích này trên 70 cm², nghĩa là tiên lượng kém dù chúng ta có điều trị tái thông hay không. Còn nếu mà dưới 70 cm² thì chúng ta tiên lượng tốt, nếu được tái thông sớm tỷ lệ lên tới 64%. Tuy nhiên lại nói là division ấy là gồm có vùng nõ nhồi máu cộng với vùng mà thừa máu rất là nặng. Những cái vùng thừa máu nặng này có thể chúng ta cứu được nếu mà bệnh nhân điều trị tái thừa máu một cách phù hợp. Vì vậy mà có một số nghiên cứu người ta nói là
revert division ấy, có những bệnh nhân mà đã tổn thương trên revision rồi nhưng mà chúng ta điều trị tái tiêu máu thì cái vùng tổn thương ở nõ nhiều máu revision ngày hôm sau có thể nhỏ hơn hôm trước. Và cái thứ hai nữa là trong đồng tử thì người ta áp dụng một cái nữa, đấy là bất tương xứng giữa sung division và sung flare để áp dụng cho những bệnh nhân mà đột quỵ khi thức giấc hoặc là đột quỵ không rõ thời gian, giúp mà mở rộng cửa sổ thời gian điều trị tái tiêu máu. Thì cái này nguyên lý như thế nào thì chúng ta sẽ hẹn nhau buổi sau bài về điều trị tái tiêu máu. Hôm 27/4 tôi sẽ nói chuyện về cái tại sao lại sử dụng division flare trong đột quỵ thức giấc. Cái thứ hai nữa là division và flare có bị bỏ qua cái gì không? Có, division flare sẽ không thể nào nhận bằng division và perfusion, bởi vì là chúng ta sẽ bị bỏ sót giữa nõ nhồi máu và vùng P53. So với division flare thì chúng ta không ước lượng được P53 và chúng ta chỉ ước lượng về mặt thời gian thôi. Hôm sau bài điều trị mà chúng tôi nói kỹ hơn là tại division flare ước lượng thời gian như thế nào, division và P53 và perfusion thì đánh giá vùng nõ nhồi máu ra sao, đánh giá về vùng P53 như thế nào. Bởi vì chỉ có mismatching ở division và flare thì mới có ý nghĩa về vùng nõ nhồi máu và cái vùng P53 là thôi. Một cái điểm nữa là chúng ta từ đấy giờ chúng ta chỉ quan tâm tuần hoàn não trước thôi, tuần hoàn hai động mạch cảnh, các hình dung ra động mạch tuần hoàn não chia ra hai hệ thống động mạch, là hệ thống động mạch tuần hoàn trước cùng hệ thống động mạch cảnh. Hai động mạch cảnh đi lên chia ra động mạch não trước, động mạch não giữa, động mạch thông trước, động mạch thông sau, động mạch não giữa mạch mạc và động mọi người chịu khó đợi một lúc ạ. Anh chị nghe được không ạ? Nghe được rồi anh Phương ạ. Nghe được rồi đấy hả em? Bắt đầu đi anh ơi. Rồi. Rất là xin lỗi các anh chị. Chúng ta sẽ tiếp tục. Em ơi, cho anh 3 phút được không? Ô tô nó sẽ rất là ẩm. Bất phân tâm không nói được.
Thế thì chúng ta chỉ quan tâm đến tuần hoàn não trước thôi, nhưng mà chúng ta có điểm aspect của tuần hoàn động mạch não giữa. Thế với tuần hoàn não sau thì như thế nào? Bây giờ các bạn nên nhớ tuần hoàn não sau gồm hai động mạch đốt sống chập lên hai động mạch thành động mạch thân nền đi lên chia hai động mạch não sau. Thì với tuần hoàn não sau thì chúng ta cũng có thang điểm, nhưng mà gọi là thang điểm aspect cho tuần hoàn sau, gọi là PC aspect. PC aspect này nó cũng gồm 10 điểm. 10 điểm nó chia ra như thế nào? Gồm có một điểm với đồ thị mỗi bên, nghĩa là có hai đồ thị chúng ta có hai điểm. Một điểm ở mỗi thủy chẩm mỗi bên, có hai thủy chẩm chúng ta sẽ có hai điểm, nghĩa là 4 đúng không? Chúng ta có hai điểm nếu tổn thương ở cầu não, hai điểm nếu tổn thương ở hành não, và chúng ta có một điểm nếu tổn thương ở tiểu não, và chúng ta có hai tiểu não chúng ta sẽ có hai điểm, tổng cũng là 10 điểm. Và tổn thương bất kỳ vùng nào thì chúng ta sẽ tính điểm ở vùng đấy. Và các nghiên cứu thấy rằng là với những bệnh nhân mà tổn thương tuần hoàn não sau ấy, thì PC aspect lớn bằng 8 là tiên lượng cũng rất là tốt đối với bệnh nhân tổn thương tuần hoàn não sau. Cái chuyện thứ ba, mục tiêu thứ ba của chúng ta đấy là đánh giá mạch máu não. Khi chúng ta đã đánh giá được loại trừ được chảy máu não rồi, chúng ta đánh giá được rõ nhiều máu trên thang điểm phía trước tuần hoàn não trước, chúng ta sử dụng các dấu hiệu. Của người máu não giai đoạn sớm, cường em có nhìn thấy không? Thật có đấy. Nhưng giai đoạn sớm. Cái thứ hai nữa, chúng ta có thể đánh giá tuần hoàn sau qua thang điểm PC aspect. Thì đến mục tiêu thứ ba là chúng ta đánh giá mạch máu não. Thì nguyên tắc cơ bản khi đánh giá mạch máu não, đặc biệt là khi chúng ta chụp một cái phim CTA ấy, là phim cắt lớp vi tính mạch não, thì chúng ta hãy nhớ nguyên tắc 4C. 4C gồm có C đầu tiên đấy là cross, nghĩa là vị trí mạch tắc hay là chiều dài huyết khối. Các bạn hình dung không ạ? Đấy là cái C đầu tiên. Cái C thứ hai đấy là co, nghĩa là vùng lõm nhồi máu, nghĩa là cái mà chúng ta vừa trải qua, chúng ta đánh giá lõm nhồi máu như thế nào. Cái C thứ ba đấy là cholesterol, nghĩa là tuần hoàn bằng hệ. Với bệnh nhân đấy chúng ta phải đánh giá xem tuần hoàn bằng hệ ra sao đối với bệnh nhân như thế nào. Và cái thứ tư, cái C cuối cùng mà cũng rất quan trọng khi chúng ta quyết định là bệnh nhân đấy can thiệp thần kinh ấy, đấy là đánh giá khả năng tiếp cận của mạch máu não đấy, KTSS. Chúng ta phải đánh giá đấy, mạch máu não đấy nó như thế nào, vị trí ra sao, chúng ta để lựa chọn một cái dụng cụ phù hợp. Thì các bạn nên nhớ đấy là cái nguyên tắc 4C trong đánh giá mạch máu não. Thế thì chiều dài huyết khối, chúng ta chiều dài huyết khối, các bác sĩ cũng đã đọc rất là nhiều. Chiều dài huyết khối là một cái mà hay được nói đến, nhưng mà thường là chúng ta sử dụng trong nghiên cứu rất khi chúng ta sử dụng trong lâm sàng. Và cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải biết, để khi chúng ta đọc sách chúng ta phải biết đấy là các yếu tố tiên lượng của bệnh nhân. Ví dụ như là trong chiều dài huyết khối chúng ta có thể sử dụng thang điểm và thang điểm CPS, nghĩa là cross burden score, để đánh giá cái mạch não, gồm có ví dụ như là chúng ta chia ra là cũng là 10 điểm, với một là tổn thương tắc mạch, một là vùng ai động mạch cảnh đoạn dưới si phông, hai điểm đoạn động mạch cảnh trên si phông, hai điểm đoạn gần của M1 động mạch não giữa M1, hai điểm là động mạch ở đoạn xa M1, hai điểm với nếu tổn một điểm nếu tổn thương M2, hoặc là một điểm nếu tổn thương đoạn A2. Và chúng ta thấy rằng là cứ tổn thương vùng nào chúng ta trừ đi vùng đấy. Và cái bảng trên thấy rằng là nếu mà cái điểm ấy càng cao, càng lớn ấy, thì cái khả năng mà phục hồi nếu môn phai đang kim được 0,2 càng lớn. Đấy là cái chuyện mà tính điểm khi mà chúng ta chụp CTA. Tuy nhiên với các đơn vị tính không thức cận quang, chúng ta có thể phát hiện được huyết khối và có thể ước lượng được chiều dài huyết khối một cách thông thường. Với nắp cắt 2,5 mm, các bạn thấy rằng là các bạn thấy này, vùng tổn thương ở đây 1, 2, 3, nghĩa là ba nắp cắt tiền với chiều dài là 2,5 mm đều thấy huyết khối, thì rõ ràng là cái huyết khối này tối thiểu phải là 5 mm. Bạn thấy chưa ạ? Nó ba nắp cắt mà, nếu mà các bác cắt đầu, cắt cuối và cắt giữa thì nó vẫn thấy mà, thì tối thiểu cái chiều dài huyết khối này phải là 5 mm. Thì với cắt lớp vi tính không thuốc cản quang mà nắp mỏng, chúng ta có thể ước lượng được chiều dài huyết khối. Mà các bạn nên nhớ cái này không phải là hiếm đâu nhé, cái này gọi là dot size ở vị trí ở dãy sinh vis thường của động mạch là não giữa M2. Đấy là chúng ta có thể ước lượng được chiều dài huyết khối trên phim cắt lớp vi tính nắp mỏng. Và cái chiều dài huyết khối này để nói đến tiên lượng liên quan đến tiên lượng tái thông, mà nếu mà trong up to date các bạn đọc thì thấy rằng là với chiều dài huyết khối trên 8 mm, tỷ lệ tiên lượng tỷ lệ tái thông rất là kém, và trên 20 mm thì tỷ lệ tái thông sau ATV là 0%. Và nếu tỷ lệ chiều dài huyết khối từ 0 đến 50 mm thì tỷ lệ tái thông sau tiêu huyết khối là 42,8%. Đây là những cái nghiên cứu đơn lẻ thôi, nhưng mà nó cũng nói về ý nghĩa tiên lượng chiều dài huyết khối đối với bệnh nhân, mà đặc biệt là tiêu sợi huyết. Cái quan trọng thứ hai đấy là chúng ta đánh giá tuần hoàn bằng hệ.
Tuần hoàn hệ thì các bạn hình dung ra như thế này. Đấy là khi mà các bạn có rất nhiều anh em bạn bè tốt, các bạn một tháng các bạn được bố mẹ biên học Hà Nội các bạn cho 3 triệu. Và khi mà các bạn chót 10 ngày đầu tiên các bạn tiêu hết 3 triệu rồi. Còn 20 ngày nữa các bạn phải sống với không có đồng nào trong tay. Nhưng nếu mà các em bạn có anh em họ bạn bè tốt, các bạn có thể cho vay mượn để cho ăn nhờ các thứ, các bạn có thể tồn tại trong được 15 20 ngày đấy. Nhưng đổi lại, nếu các bạn không có ai hỗ trợ, không xin được ai cả, thì 20 ngày còn lại các bạn sẽ chết đói. Các bạn hình dung không ạ? Thế tuần hoàn hệ cũng mình hình dung ra như thế để mình hiểu đấy là những cái hệ thống tuần hoàn phụ mà khi mà tuần hoàn chính nó tắc thì các tuần phụ nó sẽ tiến triển đến để nó giúp duy trì cái sự sống của những cái nhu mô mà đã được giảm cái máu đấy đi. Thế tuần hoàn hệ về mặt lý thuyết thì chúng ta phải chụp một cái cắt nước vi tính 3 pha, trong đó pha đầu tiên là các bạn cắt từ quai động mạch chủ đến hết vòm sọ, cái pha hai pha tiếp theo chỉ cắt từ nền sọ đến hết vòm sọ thôi, và thời gian chụp của chuyển bàn giữa các pha là 8 giây, xin lỗi. Và tuần hoàn hệ chia ra làm 3 mức, đấy là tuần hoàn hệ giai đoạn mức tốt, tuần hoàn hệ mức trung bình và tuần hoàn hệ mức độ nghèo hay là mức kém. Thì rõ ràng là nếu mà bệnh nhân đấy mà tổn thương mạch lớn và có tuần hoàn hệ kém thì cái nõ nhồi máu sẽ tiến triển lớn lên rất là nhiều. Và các bạn khi các bạn ở đây các bạn cấp cứu bệnh nhân đột quỵ, các bạn thấy rằng là đối với những bệnh nhân mà tuần hoàn hệ kém thì khả năng mà hồi phục bệnh nhân kém đi rất là nhiều, đồng thời đấy là cái tỷ lệ tái tiêu máu của bệnh nhân, tỷ lệ gọi là xuất chuyển dạng của bệnh nhân sau tái tiêu máu rất cao. Và chúng ta hay cố gắng tập trung ở những nhóm mà bệnh nhân có tuần hoàn hệ trung bình và tốt, là những bệnh nhân rất là kém. Nếu các bạn muốn biết một cái bệnh nhân là tuần hoàn hệ tốt như nào thì hãy xuống cái giường 23, bệnh nhân tên là Tài, các bạn sẽ thấy là sau 8 tiếng 10 tiếng một cái vùng tổn thương bệnh nhân chụp lại trên CTP chụp lại rất là bé, bởi vì khi chụp CT lên vùng tổn hệ rất là tốt. Các bạn thấy sẽ so sánh khác hẳn với những bệnh nhân khác như thế nào thì các bạn sẽ hình dung ra được cái vai trò tuần hoàn hệ ra sao. Thì bảng trên là bảng chia của tuần hoàn hệ, chúng tôi sẽ không nói nhiều. Một vấn đề đặt ra là khi các bạn chụp ở trung tâm đột quỵ đây hoặc là các bạn chụp ở cấp cứu, bọn tôi đã phải đặt câu hỏi, bị đặt câu hỏi rất là nhiều, đặc biệt các bệnh viện tỉnh chuyển lên rằng là thế thì trước khi chúng ta chụp cắt lớp vi tính có rút cản quang, chúng ta có cần phải đợi chức năng thận hay không? Các bạn nên nhớ ngày xưa tất cả những bệnh nhân khi các bạn đặt bút chụp CT cắt lớp có rút cản quang, các bạn đều ngoài việc các bạn điền cái bảng dị ứng ra thì các bạn phải có chức năng thận, thì bác sĩ chính cũng mới ký cho các bạn đi chụp được, bên chuẩn đoán hình ảnh các anh chị cũng mới chụp cho các bạn được. Tuy nhiên với bệnh nhân cấp cứu đột quỵ, đặc biệt là những bệnh nhân mà ứng cử viên của tiêu sợi huyết, của nối huyết khối, thì có thật sự phải chờ cái chức năng thận để chụp cắt lớp vi tính có rút cản quang hay không? Tại vì nếu mà các bạn không đặt câu hỏi đấy, các bạn sẽ thấy một cái ở đấy thành thường quy đấy nhỉ? Cứ bệnh nhân vào đột quỵ giờ thứ nhất, thứ hai là các bác cứ in một cái CTA thản nhiên và không thể hình dung ra được là bệnh nhân đấy chức năng thận ra sao. Thì năm 2013, 2017 đã có một cái bài báo gọi là Nephron over Nephron, người ta ưu tiên não hơn ưu tiên thận. Và người ta thấy rằng là hơn 4.000 bệnh nhân đột quỵ giai đoạn cấp vào chụp CTA thì chỉ có tỷ lệ mà lọc máu sau suy thận sau khi dùng thuốc cản quang rất là thấp, và tỷ lệ lọc máu đấy cũng rất là thấp, 0,07% bệnh nhân phải lọc máu sau khi dùng thuốc cản quang vì tổn thương thận cấp do thuốc cản quang. Vì vậy mà tất cả bây giờ ở các đơn vị đột quỵ trên thế giới, hầu hết các đơn vị đột quỵ thế giới, người ta với những bệnh nhân đột quỵ giai đoạn cấp đang là ứng cử viên của tiêu sợi huyết, của nối huyết khối, người ta không cần phải chờ chức năng thận nữa. Cái đấy là cái mà chúng tôi cũng phải trao đổi với các bạn, để mình không phải có rất nhiều các anh chị ở tỉnh ở đây, một số tỉnh vẫn chờ chức năng thận mới đi chụp, cái đấy là mất cơ hội của bệnh nhân đi rất là nhiều. Các bạn chỉ cần một cái CT không thuốc cản quang để các bạn tiêu sợi huyết. Tuy nhiên nếu cơ sở các bạn có lấy được huyết khối, nếu bệnh nhân đấy nghi ngờ tắc mạch lớn thì các bạn nên chụp trước hoặc không cần chờ chức năng thận. Các bạn hiểu không ạ? Trừ những trường hợp một là có tiền sử bệnh thận mãn tính từ lần trước rồi, bạn hiểu không? Tại vì lúc bệnh nhân đấy đã nói là em suy thận giai đoạn 2 rồi, em suy thận giai đoạn 3 rồi. Thế thì các bạn có được chụp không? Có. Nhưng các bạn phải giải thích gia đình rất là đầy đủ trước khi các bạn chụp thuốc cản quang, không vậy bảo không sau đấy nó thành suy thận cấp phải lọc máu thì cũng rất khó nói chuyện với gia đình nhé. Chỉ trừ nhé, không phải là chống chỉ định, nhưng mà các bạn nên nhớ là các bạn phải giải thích rất là kỹ nếu mà bệnh nhân đấy có bệnh lý về bệnh thận mãn tính trước đấy rồi. Vậy
Vậy đặt ra câu hỏi là ok, xúc cộng hưởng từ, các em chụp sinh tốt, các em nhìn thấy hết mạch rồi. Thế thì cái cộng hưởng từ mà tiêm thuốc có giá trị khác gì so với cộng hưởng từ? Đây chúng ta đã đánh giá mạch máu nhé, mục tiêu 3 chúng ta đánh giá mạch máu mà. Có lợi ích gì với cái xung tốt đơn thuần? Các bạn thấy là ví dụ với bệnh nhân này này, các bạn thấy nếu mà chỉ chụp xung tốt thì rõ ràng chúng ta nghi ngờ hẹp gốc động mạch cảnh. Tuy nhiên khi mà bệnh nhân này được tiêm thuốc thì rõ ràng cái gốc động mạch cảnh này nó không bị tổn thương gì cả. Và đây là thật sự đã gặp rất nhiều trường hợp rồi. Đây trường hợp là bởi vì có những trường hợp mà chụp lên các bạn trên cổng từ đánh giá là hẹp 80%, hẹp 90%, đặc biệt tuần đằng sau thân nền đốt sống. Tuy nhiên sau khi chụp CTA lên thì hoàn toàn bình thường, hoặc là cộng từ tiêm thuốc hoàn toàn bình thường. Các bạn nên nhớ là xung tốt đánh giá rất tốt mạch máu não, tuy nhiên nó sẽ có một số trường hợp nó bị over quá cái khả năng hẹp mạch. Vì vậy mà nếu các bạn cần đánh giá kỹ hơn thì có thể vẫn lựa chọn một cái cộng từ tiêm thuốc hoặc là cắt lớp tiêm thuốc để đánh giá mạch máu não. Về đánh giá mạch máu não nữa thì không có gì chung ở đây. Người ta cũng hay dùng cái TCD để đánh giá trong giai đoạn tối cấp. Tuy nhiên cái từ này thì hôm nào tôi sẽ đề nghị bác sĩ Trung ở trung tâm rất là quan tâm đến TCD trong đột quỵ từ máu não, sẽ nói riêng cho các bạn là về ý nghĩa của TCD trong việc chẩn đoán điều trị ra sao đối với bệnh nhân tắc mạch não. Chúng ta kết thúc mục tiêu thứ ba, đây là đánh giá mạch máu não. Các bạn nên nhớ xong mục tiêu thứ ba này, tôi chỉ cần các bạn nhớ quy tắc 4C thôi. Các bạn nhớ ý tôi ạ. C đầu tiên là cross là vị trí mạch tắc, chiều dài huyết khối. Cái thứ hai nữa là co là đánh giá vì nó nhiều máu. Thứ ba nữa là cholesterol đánh giá tuần hoàn hệ, và đánh giá cái thứ tư nữa là TSS để đánh giá khả năng tiếp cận khi các bạn can thiệp. Đến cái thứ tư là mục tiêu này, các bạn chắc là sẽ nghe sẽ hơi khó hiểu. Tuy nhiên nếu các bạn hình ra được thì các bạn mới hiểu được tại sao bây giờ chúng ta mở rộng cửa sổ điều trị tiêu sợi huyết, một số tiêu sợi huyết lên tới 9 giờ trong một số trường hợp đặc biệt, hoặc chúng ta lấy huyết khối đến tận 24 giờ trong một số trường hợp rất là đặc biệt, thì cái vai trò của xác định vùng nguy cơ rất là quan trọng. Vùng nguy cơ hay gọi là tiếng Anh gọi là P5PA, hay là gọi là tranh tối tranh sáng, hay là vùng nửa tối. Các bạn nghĩ là cái vùng đấy là cái vùng giảm tế bào đến mức mà cái tế bào thần kinh đấy nó mất chức năng, tuy nhiên nó chưa bị hoại tử, chưa lại chết. Nhưng mà nếu mà các bạn tái tế bào một cách phù hợp thì cái tế bào thần kinh đấy nó lại được tế bào đầy đủ, nó lại sống lại, nó lại có đầy đủ chức năng của nó, và bệnh nhân sẽ hồi phục được chức năng. Các bạn hình dung sao? Đây là cái mục tiêu của tái tế máu, cũng là chỉ cứu cái vùng nguy cơ này thôi, chứ không phải cứu được vùng lõi nhồi máu. Vậy nếu cái vùng lõi nhồi máu là cái vùng mà đã hoại tử rồi, như vậy tế bào thần kinh đã chết hẳn rồi, bạn tái tế máu cũng không cứu được. Nhưng cái vùng nguy cơ là cái vùng mà giảm tế máu mà làm mất chức năng thì các bạn có thể cứu được nếu các bạn tái tế máu một cách phù hợp, thì đấy gọi là vùng nguy cơ. Thì đầu tiên là chúng ta sử dụng các đơn vị tính từ máu não để đánh giá vùng nguy cơ. Và theo như tôi biết thì phó giáo sư Lưu và phó giáo sư Tôn đang bàn bạc, và sắp tới sẽ ngày mai cũng sẽ có phần mềm Rapid để đánh giá. Bây giờ chúng ta đang sử dụng phần mềm thương mại của các hãng, nhưng bây giờ chúng ta sắp sửa chúng ta sẽ có phần mềm Rapid để chúng ta triển khai điều trị cũng như là tham gia nghiên cứu quốc tế. Thì các đơn vị tính từ máu não nó có nhiều xung, ví dụ như xung CBV, CBF, bản đồ TTP, TMAX 6 giây. Cái đấy nó hơi chuyên sâu, nói các bạn chắc là các bạn sẽ chán. Thay vì đấy chúng tôi sẽ nói về một ca lâm sàng. Ca lâm sàng mà ca lâm sàng này có thật ở bệnh viện Mai. Đấy là một bệnh nhân nữ 64 tuổi, tiền sử không phát hiện gì đặc biệt cả. Bệnh viện tỉnh Ninh Bình liên hệ với chúng tôi giờ thứ hai với niệm với hai người phải. Cơ được 3/5, NIS 10 điểm và CT soạn não hoàn toàn bình thường. Hồi đấy bệnh viện Ninh Bình chưa tiêu sợi huyết được, chưa tiêu sợi huyết khối được. Các bạn liên hệ chuyển lên. Thì khi lên bệnh viện Mai là giờ thứ tư thì thấy rất là thấy lâm sàng tiến triển rất là nhanh. Glasgow có 13 điểm thôi. Bệnh nhân liệt bên phải từ 3/5 chuyển xuống có 1/5. Tuy nhiên khi mà khám thì bệnh nhân có liệt chân bên trái 3/5. Các bạn thấy không? Một bệnh nhân mà từ liệt của hai người phải biệt liệt chân bên trái mà lâm sàng tiến triển lên rất là nhiều. Và điểm NIS ở Ninh Bình là 10 điểm thì NIS ở chúng tôi là 22 điểm. Bệnh nhân này đã được chụp CT sọ não thì tác động vào cảnh trong cả hai bên. Sau đấy các bạn nên nhớ là giờ thứ tư là cái giờ mà không được khuyến cáo, thông thường không phải là chụp CT tế máu thường quy. Tuy nhiên vì lâm sàng bệnh nhân rất là đặc biệt như thế, tác động cảnh trong hai bên, chúng ta lấy bên nào là thủ phạm. Mà các bạn thấy lâm sàng khởi phát là điểm bên phải đúng không, thì nhiều khả năng là bên trái là thủ phạm. Thế khi chụp CTV lên thì chúng ta thấy là cả hai cái vùng này là vùng thiếu máu này,
thì là thiếu máu hai bán cầu vùng chi phối của động mạch cảnh luôn, cả hai bên. Tuy nhiên cái vùng lõi nhồi máu chỉ ở nằm ở bên trái thôi, có vẻ như tương xứng với triệu chứng lâm sàng của phát đầu tiên. Thế thì hồi đấy các bác sĩ ở cấp cứu, hồi đấy các bác sĩ cấp cứu với cả các bác sĩ điện quang mới bảo là cho rằng thế nhiều khả năng thủ phạm là cái động mạch cảnh bên kia nó bị tắc, cái bên cảnh trái nó bị tắc, nó gây ra triệu chứng lần này. Còn cái động mạch cảnh trong bên phải kia có thể nó tắc mạng tính rồi, nên là thông về mặt thường quy thì động mạch cảnh trong bên trái nó sẽ nuôi chi phối cho cả hai bên. Vậy anh chị hình dung ạ, nó đi qua tai duít sang bên kia thì với cả hai bên, nghĩa là xác định là nhiều khả năng động mạch cảnh trong bên phải sẽ là tắc mạng tính và động mạch cảnh trong trái là đang tắc cấp và nó gây ra triệu chứng. Thì rõ ràng với vùng lõi nhồi máu này và quyết định là nó huyết khối, và chúng ta sẽ chỉ lấy huyết khối ở động mạch cảnh trong bên trái thôi. Thì rõ ràng sau khi chúng ta chụp lên, khi chúng ta tái thông được động mạch cảnh trong trái thì động mạch cao giữa bên phải hiện hình bình thường. Rõ ràng là vùng chi phối của động mạch não giữa bên phải này được cấp máu từ động mạch cảnh trong trái tuần hoàn ở hệ sạc. Các bạn hình dung ra qua data Quinis. Nhưng các bạn nên nhớ là đấy, chúng ta đã có mỗi một duy nhất một cái đường để nuôi, bây giờ kia nó tắc thì cái hậu quả nó sẽ như thế nào, bởi vì chúng ta sẽ không toàn bằng hệ nữa. Và mặc dù bệnh nhân này tái thông rất là tốt, nhưng mà ngày hôm sau thì cái vùng lõi nhồi máu toàn bộ cảnh trong bên trái là vùng lõi nhồi máu, và bên phải chúng ta chỉ cứu được cái vùng chi phối động mạch não giữa bên phải thôi, còn lại là vùng chi phối của động mạch não giữa não trước bên phải cũng bị tắc. Và sau đấy thì bệnh nhân lên 6 điểm và tới quả. Đây là một cái ca mà gần như là về mặt outcome của bệnh nhân thì chúng ta không đạt được những kết quả chúng ta mong muốn, nhưng mà về mặt học thuật, về mặt rút kinh nghiệm thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ học được rất là nhiều. Đối với khi mà gặp một bệnh nhân đột quỵ với hình ảnh như thế, chúng ta phải lý giải được cơ chế bệnh nhân là gì, mạch thủ phạm là ra sao và chúng ta cần can thiệp cái gì, như là những cái câu hỏi chúng ta sẽ phải đặt ra. Thì cao cấp hơn cũng tương tự là cổng CT tế bào não, thì là cổng từ tế bào não. Chúng ta cũng có sung division, chúng ta cũng có sung bovision, và chúng ta đánh giá mismatching giữa vùng tưới máu là vùng bovision so với vùng khuếch tán là dùng division để chúng ta tìm được rõ tổn thương. Và để áp dụng cho cái việc mục tiêu thứ 4 là tại sao chúng ta phải đánh giá về nguy cơ. Bởi vì các bạn biết là trong năm 2018 ấy, thì có hai nghiên cứu đã được công bố để mở rộng cửa sổ lấy khối từ 6 đến 24 tiếng. Các bạn biết rằng là trước năm 2018 ấy, thì chúng ta có cửa sổ điều trị tiêu huyết khối chuẩn trong vòng 4,5 giờ đầu tiên. Chúng ta có cửa sổ lấy huyết khối do tắc mạch lớn tuần hoàn trước trong 6 giờ đầu tiên. Thì đến 2018 sau hai nghiên cứu chúng ta có mở rộng cửa sổ lên 6 đến 24 giờ trong một số trường hợp đặc biệt. Đấy là nghiên cứu đo được thực hiện ở Mỹ với 206 bệnh nhân. Và nghiên cứu này có 107 bệnh nhân nhóm can thiệp và 99% nhóm chứng. Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng là lấy huyết khối ở cửa sổ mở rộng cửa sổ 6-24 giờ trong một số trường hợp đặc biệt đáp ứng tiêu chuẩn nghiên cứu đo thì có lợi hơn so với việc không điều trị. Còn cụ thể như thế nào, hẹn các bạn về bài điều trị tái tế bào sau đấy. Và nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu DeFuse 3 và cũng được thực hiện ở Mỹ và mở rộng cửa sổ từ 6 đến 16 giờ và cũng áp dụng cái tái tế máu CT tái tế máu và cộng từ tái tế máu và cũng có lợi ích hơn. Và sau khi nghiên cứu đo công bố, nghiên cứu DeFuse 3 công bố đã làm thay đổi cái thực hành lâm sàng trong tái tế máu của bệnh nhân, và chúng ta có thể mở rộng cửa sổ tái tế máu trong một số trường hợp đặc biệt áp dụng theo điểm đo nghiên cứu đo tiêu chuẩn nghiên cứu đo và nghiên cứu DeFuse 3 lên 24 giờ. Vì vậy mà năm 2018 cái khuyến cáo mở rộng cửa sổ cắt theo nội mạch ấy, chúng ta thấy rằng là đối với bệnh nhân mà đột quỵ thiếu máu não trong vòng sáu giờ đầu tiên vẫn không phải được khuyến cáo chụp cộng từ các đơn vị tính hoặc là cộng từ tế máu một cách thường quy, mà chúng ta có thể cân nhắc trong một số trường hợp rất là đặc biệt thì rất khó. Cái thứ hai là nếu bệnh nhân nghi ngờ tắc mạch lớn và đáp ứng được tiêu chuẩn của nghiên cứu DeFuse 3 thì chúng ta mong muốn mở rộng cửa sổ thời gian ấy, thì chúng ta có thể chụp các đơn vị tính hoặc cộng từ tế máu cho bệnh nhân ở cửa sổ 6 đến 24 giờ. Và nếu bệnh nhân mà đột quỵ 6 đến 16 giờ thỏa mãn tiêu chuẩn của nghiên cứu đo DeFuse 3 thì được khuyến cáo can thiệp nội mạch với khuyến cáo 1A. Còn một cửa sổ từ 6 đến 24 giờ mà chỉ thỏa mãn tiêu chuẩn đo thôi thì được khuyến cáo can thiệp nội mạch với khuyến cáo 2A.
các bạn nên nhớ đấy là cái lợi ích của khi chúng ta chụp của cái túi máu não để mở rộng cửa sổ can thiệp mạch. Vì vậy có cái gì nó cũng có cái over. Khi mà chúng ta điều trị về tái tim máu ấy, thì chúng ta thường dựa vào cửa sổ thời gian. Ví dụ như tiêu sợi huyết trong 4 tiếng rưỡi này, lấy huyết khối trong cửa sổ 6 tiếng này, thì thật sự là cái chúng ta có phải áp dụng cửa sổ thời gian hay không, hay chúng ta có thể chuyển từ cửa sổ thời gian sang cửa sổ nhu mô. Nghĩa là ngoài cái việc mà các bạn đánh giá mẫu thời gian, các bạn đánh giá bằng nhu mô. Tuy nhiên các bạn nên nhớ, thời gian là não, các bạn phải điều trị càng sớm càng tốt. Các bạn chỉ áp dụng mở rộng cửa sổ thời gian trong một số trường hợp rất đặc biệt và đưa thêm cơ hội cho bệnh nhân thôi, chứ không phải là trường hợp nào cũng 6 tiếng cũng 12 tiếng các bạn lôi ra được. Bởi vì rất trường hợp mà chúng ta phải biết là number need to treat chúng ta quan tâm, như là number need to harm chúng ta điều trị bao nhiêu bệnh nhân để gây đau hại cho bệnh nhân chúng ta cũng rất phải quan tâm. Vì vậy các bạn nên nhớ, trong điều trị cấp cứu não, đặc biệt là đột quỵ thiếu máu não, đặc biệt là phương pháp điều trị tái máu, thì thời gian là não, như chúng ta điều trị càng sớm bao nhiêu thì cái lợi ích đưa lại cho bệnh nhân càng tốt bấy nhiêu và cái nguy cơ của bệnh nhân càng tốt bấy nhiêu. Hay nói ngược lại là 50 lít tu chít mới càng cao và 50 càng thấp và 50 lít tu ham sẽ càng cao nếu chúng ta điều trị sớm. Để quyết định bài này thì cũng cùng 4 mục tiêu thôi. Chúng ta sẽ có 4 quyết định. Thứ nhất, chúng ta loại trừ suy não trên các lớp vi tính không thức ẩn quang hoặc là cầu hồng từ xung đe sao. Thứ hai là chúng ta phải đánh giá nó nhiều máu, chúng ta có thể sử dụng thang điểm aspect và hoặc là và có thể chúng ta ước lượng được thể tích khối máu não khi chúng ta sử dụng sung division, sung khuếch tán. Thứ ba nữa, chúng ta đánh giá mạch máu não thì các bạn nên nhớ quy tắc 4C, đấy là vị trí mạch tắc, chiều dài huyết khối là một. Thứ hai nữa là nõ nhồi máu là co. Thứ ba là tuần hoàn bằng hệ. Thứ tư là đánh giá khả năng tiếp cận cateter SS. Và cái thứ tư là đánh giá vùng nguy cơ sử dụng cắt đứt vị tính tế bào não hoặc cầu tử tế bào não, giúp một số trường hợp đặc biệt là mở rộng cửa sổ tái tim máu. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe và nếu các bạn có hỏi gì, ta được.